Vâng, chung kết ở trong xế đấu đầu tiên dành cho cả hai bên. Quận C. Không, đó là Babylon của Trị Mệnh. Vâng, phía bên họ có một Max C. GX, AC, Pan và Max C, đó là quân có thể lên bên phía các bạn. Bên mình đó là Baby Per Pan Hit, như vậy là cũng cần thôi đấy. Vâng, tuy nhiên rằng bên mình có hai chém tuyển đấu cánh. Đây là màn hình máy của game thủ Equal là người cầm Parmidan phía bên ngoài, Khóc là người cầm Per phía bên ngoài, Hit Baby trong cánh, Per Pan bọc ngoài cánh. Thế rất mắc binh dành cho các thành viên của bên phía Quảng Ninh. Vâng, trở lại với trận đấu này thôi. Màn hình máy Persian của game thủ Không Khóc đang có voi về nhà. Một cơ hội không hề vâng nhỏ để cho các thành viên của bên phía team Quảng Ninh có thể vâng chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên. Phía bên họ đang có một Pan và một AC. Max C không phải vấn đề khi mình có Hitty trong tay của game thủ GV. Xem hai cung của bên phía trong cánh như thế nào. Đây là GV, Hitty phía bên trong cánh. Vâng, rừng rú là chưa thấy đâu cả. Đây là cánh rừng, nhiều khả năng mơ sẽ chuyển góc 9 giờ. Đây là Truy Mệnh. Vâng, Truy Mệnh cũng đang có một bài khá nhiều rừng trong trận này. Câu chuyện là chỉ sợ Pan đâm vào nhà Baby thôi, nhưng có lẽ rằng với việc cầm hit thì Max C trong tay của một game thủ nào đó bên phía đội bạn. Vâng, Max C trong tay của game thủ nó một sẽ khó để có thể đâm y được vào nhà của Truy Mệnh. Trong khi Parmidan của Eagle cũng đã có quả phụ. Quay trở lại với máy của Không Được Khóc. Không ăn cả quả, vâng có cả voi. Bài đã kích đời đứng 54% dành cho game thủ Không Được Khóc ở trong trận đấu này. Hơi ít gỗ nha. Tương đối là thiếu gỗ đấy. Cắn kè một cách chuẩn xác vào. Ui giờ chưa đóng BB, vâng thế thì thiếu gỗ quá. Tôi tưởng là đóng BB rồi thì nó còn từng thế, còn hơi thiếu gỗ một tí. Vâng, quá thiếu gỗ dành cho game thủ Không Được Khóc, nhưng lên đời hai dọa ma là cực kỳ tốt. BL luôn. Vâng, có một con dân nó tắc luôn, mắc binh thật. Nhốt dân kiểu này vâng kiểu gì mà mắc binh thế hả rồi. Đây sẽ là chiếc BM luôn.
Vâng, như vậy là Parmidan 9%. Nâng, vâng, xin con ngựa giò và nâng cấp cả công luôn. Giò đã bắt đầu di chuyển. Công giáp phải đầy đủ. Vâng, bắt đầu ăn vàng dành cho người cầm pơ. Ăn thêm bầy hiêu. Chúng ta hãy cùng xem cánh bên này thì pơ sẽ gặp ai. Khóc là điều số rất cao, do lên lời hai dọa ma. Làm mấy cái em bó bãi vàng vào em ơi. Như vậy là gặp nhà 1-1. Cầm 1 nhá. 1 cầm Maxi. Rất chuẩn bài rồi. Y, hello baby. Làm một dân. Vâng, làm một dân cho nó mát máy. Vâng, này thì vẩy e với chúng tôi á. Nào nào nào, ra đây ra đây. Thôi nát rồi. Thôi, vâng, không được. Không được, trong tên vừa rồi thấy fail. Vâng, 2L phân xe bắt đều dành cho người cầm pời thôi. Vâng, như vậy là có MOBA đang ở đây. Một trận đấu MOBA là người cầm Pan. Như vậy là Pan Mark cùng cánh à. Mark chém đầu cánh, còn Pan Miran sẽ chém vào phía bên trong cánh. Vâng, hai giò tới từ đối bạn. Nhưng con giò của Mark C... Vâng, con giò của Mark C có lẽ là khó để có thể có được công ra đầy đủ. Hai, vâng, như vậy là đúng là một trận đấu mà hai game thủ đang chém vào nhà của Không Được Khóc. Có bãi quả phụ không có thể ăn hoang. Khá tươi phía dưới. Vừa nãy thì nhìn thấy đấy. Y. Dân. Vâng, làm xúc tạm bao nông dân tính sau đã. Vậy là quyết định ra ăn con voi để lấy lực khỏe hơn. Lạc đà của ma của Persian trong tay của game thủ Không Khóc đang là rất nhiều rồi. Khóc vẫn đang cố gắng đi di chuyển rộng hơn để vâng ăn theo một cách kín hơn, nhưng quyết định là vẫn phải ăn con voi này. Khá tươi đấy chứ. Bàn hình máy được chim mệnh chưa được làm sao đấy. Vâng, bị lọt một tên đấy, game thủ chim mệnh nên đời không quá sớm. Là đá Pan mà chém thẳng ở phía bên trong. Bàn hình máy không được Khóc. Vâng, luộc sạch đạo dân của người cầm Max C rồi. Khả năng là vào chém luôn phía bên trong đi. À, thế thì chạy bỏ vào nhà phơ đi. Vâng, ăn nốt bãi vàng này của người cầm Max C xong rồi chém luôn trong cánh. Màn hình máy của Parmidan trong tay game thủ Ingua thằng Lai 28. Em về đi, em chuẩn bị về luôn đi. Vâng, hai chết khá nhiều dần rồi. Về đi. Về đi. Chạy thẳng về nhà đi. Dân Ban, à Lạc Đà Ban thì chạy khá nhanh. Đây là GV. Vào nhé. Đây rồi. Sẽ là tuần ốp quần tới phía đối bạn. Vua đang chạy về nhá. Vua đang chạy về với tốc độ bàn thờ. Đây là cung hit. Hở đấy. Bo nhanh. Vâng, lạc đà Parmidan của Igor đã về đến nơi. Nhưng lạc đà đang rất đông. Bơm gỗ cho à vơ nhanh. Ai bơm gỗ cho 18 đấy. Vâng, rất đồng ý. Tơn ốp quân tập thể tới từ các thành viên của bên phía Nghệ An. Vâng, bị để nây trồ rồi. Bắn cũng rồi đấy, bắn.
Bắn luôn, bắn luôn. Tránh nhanh nhanh nào. Bắt hết cung đờ này đấy. Nó không đông cung đờ lắm đâu nhá. Càng đánh càng thủ được thôi. Có gỗ nhồi cho vơ để vơ thủ nhà nhá. Vẫn còn thế này. Thằng mình đang nè đấy, thằng mình đang nè đấy. Bọn họ hết quân rồi. Hết dân rồi đấy, chỉ còn mỗi quân thôi. Cố gắng đỡ nào, xong quân đều ra anh ơi. Vâng, như vậy là bung bét hết rồi. Nhưng tham lai vẫn là 45/80. Vâng, rỉa hết đi đi, cứ bình tĩnh thôi. Cơ cấu lại một tơn là thoải mái. Lực của Gover đang là rất khỏe. Vâng, Khóc đang về cứu. Rồi về vào bắt lại luôn, bắt lại hết luôn. Màn hình máy của Không Được Khóc. Hôm nay là 24, lạc đà rất đông dành cho Không Được Khóc. Bắt luôn. Vâng, được rồi. Thủ nhà thành công, vơ lại về chỗ cũ đi. Vâng, chạy về vị trí cũ nhà, trong nhà. Mang hết cung R vào phía bên trong để thủ. Tham lai là 37, tôi nghĩ là vẫn ổn. Vâng, thủ nhà xong rồi. Rồi, vơ cơ cấu lại một tơn ở tham ra là thắng đấy. Tham cân thôi. Vơ thủ không phải e tù quá. Rồi, cơ cấu đi. Cơ cấu lại một tơn đi. Có 8. Rồi, như vậy là nhà đã yên ấm dành cho GV. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Cần thiết thì nâng chặt gỗ. Nâng chặt gỗ 2 sớm không? Màu 2 là AC. Và sao cô cũng bắn cũng rất rát. AC theo thông tin báo về là hết dân. Kìa, chưa được. Truy mạnh bắn đi kìa, truy mạnh ơi. Đắng ruộng nha cậu kìa. Vâng, còn trong khi đây là máy của Không Được Khóc. Khóc đang chém rất tốt trong trận này. Vâng, nếu thắng thì có lẽ là công đầu sẽ thuộc về Không Được Khóc. Anh Vơ xong thật châu quân ra được màn hình máy của Truy Mạnh. Truy Mạnh dường như là bị ốp. Ui rồi, Truy Mạnh tham lai 12 thì ốp cái gì. Vơ cứ đánh thủ thôi, sóc 4A đều là được. Tạm thời chưa cần nâng chặt gỗ 2 vội. Cơ cấu lực lượng các thứ vâng khỏe ra. Vâng, bắn y ra.
vẫn đang là 4 nhà đều dành cho game thủ GV. Thế trận đang là thế trận mà bên họ không có nhà, còn bên mình thì đang có nhà của GV đang khỏe. Và đánh máy của các thành viên khác. Con này để lên không? Để lên đấy. 4 đang khỏe kìa, vô thường đang ở đâu kìa? Đây là Khóc, vẫn đang đi, vâng đi chém quản bản đồ rất tốt dành cho không được Khóc. Trận đấu đánh rất hay dành cho không được Khóc trong trận đấu này. Còn đây là Chuyên Bệnh. Kìa, vâng lại bị công vào. Có cái bãi gỗ ở góc 9 rồi anh. Màng bố nó hết dần ra đấy đi. Và đang thủ nhà rất điên cuồng. Chốt e ở phía bên trong. Vâng đang cố gắng lấy dần lại lợi thế. Hai nó vẫn xong được quân hay sao này. Tham càng đánh càng đè nhá, càng đánh càng đè nhá. Không, đừng đứng chờ hai vội. Cứ từ từ đã. Nhà có một hay cái gì cơ? Tham lai là 59 này nhau GV. Chặt có 2 anh ơi. Rất căng thẳng. Một thế trận mà vẫn đang cực kỳ cân. Chặt có 2 đã bắt đầu được nâng. Phở đang cần phải rất nhiều tay để đỡ nhà trong tuần này. Hai vẫn đang được đang sóc quần rất đều. Vâng cả ba cũng đang vào nhà của GV. Vâng hai đang rất đông quần. Vâng khoai. Trận này chúng ta yếu quá. Thôi rồi, thôi quyết đi. Bật 2 đều rồi để thua 3-2. Cạn lời.